quả Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Thì cái nghị quyết này tức là của Bộ Chính trị, tức là về cái công tác đối diện những người Việt Nam ở nước ngoài. Tức là hiện nay á, thì tôi nói với tất cả các bạn là hiện nay là ở những người Việt Nam ở nước ngoài thì do cái đặc điểm lịch sử của đất nước Việt Nam và cái sự cái tình hình coi như phát triển kinh tế hiện nay của đất nước Việt Nam thì là cái số người Việt Nam hiện nay đang sinh sống và định cư ở nước ngoài thì có cơ khoảng độ hơn 4 triệu người và Việt Nam mình thì là trong đó thì có cơ khoảng 80% và số người Việt định cư ở nước ngoài thì hiện nay ở nước đang phát triển và thì còn lại là 20% thì ở lại những nước đang phát triển. Thì là trong số 80% này thì phần lớn là đồng bào những kiều bào ở nước ngoài thì người ta đã ổn định lại cuộc sống và hiện nay có một cái cuộc sống tức là ổn định ở nước ngoài rồi về tất cả các mặt, ví dụ như kinh tế, chính trị, xã hội. Vâng, hiện nay người ta có cuộc sống ổn định ở những nước sở tại. Vâng, và trong một số năm qua đấy thì có hàng trăm nghìn người Việt Nam đang đi lao động, học tập và tu nghiệp và đoàn tụ gia đình ở nước ngoài và hiện nay đã hình thành một cái cộng đồng người Việt Nam ở một cái số địa bàn mới. Thì cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đời vào ngày 26 tháng 3 năm 2004, tức là muốn hòa hợp, tức là muốn coi như là những cái đồng bào ta sống ở nước ngoài thì cũng là một bộ phận của cái dân tộc Việt Nam, của tổ quốc Việt Nam, và tức là Đảng Cộng sản cái nghị quyết này ra, tức là nhằm coi như là hòa hợp tất cả các đồng bào của kiều bào của nước ta sống ở nước ngoài, tức là những kiều bào đó là máu, dòng máu của Việt Nam. Vâng, thì là để mà ví dụ tất cả những kiều bào ta sống ở nước ngoài coi như là về coi như là thăm quê hương, thăm đất nước và coi như là xóa bỏ những cái người nào ấy có những cái sự hận thù đối với đất nước Việt Nam, đối với chế độ hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Thì là thưa quý vị, trong bối cảnh chỉ còn gần một tháng nữa sẽ tới cuộc bầu cử quốc hội giữa Kỳ tại Mỹ, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông chắc chắn tranh cử tổng thống vào năm 2020, hướng tới nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng. Cuộc thử nghiệm chính trị đầu tiên của Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng tới khi quốc hội bầu cử giữa Kỳ. Đảng Dân chủ được kỳ vọng ít nhất giành lại quyền kiểm soát hạ viện từ tay Đảng Cộng hòa. Năm 2016, ông Trump đánh bại đối thủ Đảng Dân chủ Hillary Clinton để trở thành Tổng thống Mỹ, trước khi làm đảo ngược các dự đoán rằng bà Clinton sẽ chiến thắng dễ dàng. Ông Trump cũng đã đánh bại một loạt ứng viên đầy kinh nghiệm thuộc Đảng Cộng hòa để trở thành đại diện của đảng này. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ đã bắt đầu tiết lộ ý định tham gia cuộc chạy đua với ông Trump vào năm 2020. Theo đương kim Tổng thống Mỹ, ông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng New York và là ông chủ truyền thông, sẽ góp mặt trong danh sách trên. Tuy nhiên, cũng giống như các đối thủ tiềm năng khác, ông Trump đánh giá Bloomberg sẽ đối phó. Rất muốn đóng góp một cái thứ gì đó cho quê hương, cho đất nước và cho nơi mình đã sinh ra, và đó là cái tổ quốc của mình, để mà cùng với nhân dân Việt Nam ta coi như là cùng nhau coi như phát triển đất nước ta càng ngày càng giàu mạnh hơn. Vâng, thì là như tất cả các bạn đều đã biết thì là cái hôm trước ấy, thì tôi đã đọc hết về cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác đổi mới người Việt Nam ở nước ngoài. Thì là xin lỗi thằng Trần thêm này, nói chung là ở bất kỳ một cái đất nước nào thôi, ví dụ kể cả Mỹ và kể cả Đức, Anh hoặc tất cả các nước tư bản, người ta đều có tức là người ta tận dụng những cái nguồn lực của những cái kiều bào sống ở nước ngoài để phục vụ cho cái đất nước Việt Nam, đất nước người ta. Cho nên là Việt Nam mình cũng không là một cái nước hiện nay nói chung là một đất nước đang phát triển, cho nên mình rất cần những cái nguồn lực, kể cả nguồn lực trong nước và lẫn cái nguồn lực của những cái bà con kiều bào ta ở nước ngoài để mà cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước. Bây giờ ví dụ đơn giản, ví dụ như Mỹ cũng thế thôi. Rồi mình muốn mời công lý hôm trước, mời mãi mà không được, chắc hôm nay chắc được rồi.
rồi tăng thêm công lý. Rồi à, em chào anh Bạc. Rồi hôm trước thì mà mời bạn được. À chào. Vâng, hôm trước mà em trục trặc chút. Rồi. Em chào anh Bạc, chào tất cả mọi người. Hôm nay anh nói về nghị quyết 36 phải không ạ? Đúng rồi. Vâng, thì em xin nói luôn về chủ đề. Cái nghị quyết 36 là một cái nghị quyết cực kỳ của đạo, cực kỳ là có tình người và thực sự là đạo đức rất cao của người cộng sản. Thì anh biết trong một cuộc chơi, người thắng cuộc luôn luôn là người được đặt ra luật chơi. Nhưng mà người chính phủ mình đã gọi là chịu lùi một bước để mở ra một nghị quyết 36 giúp đỡ những người mà người ta đã bỏ chạy khỏi đất nước, trở về quê hương. Có thể họ thăm lại cái tổ tiên, thì gọi là cái lấm mồ của tổ tiên của họ, hoặc có thể là họ quay trở về để thăm quê hương, đóng góp phát triển với quê hương. Và thực tế là từ sau 2004 là có nghị quyết 36 cũng đã có rất nhiều những cái người mà người ta đã đóng góp cho quê hương rất nhiều. 1.500 Việt kiều về mở doanh nghiệp ở Việt Nam là một cái câu trả lời rất tốt cho cái nghị quyết 36 đó. Xong bên cạnh đó vẫn có những con người mà nó chống cộng cực đoan, thực sự là trong đầu họ nó rất đen tối, và nó phải nói là nó thù hận cái cộng sản này, nó quá sâu sắc. Cho nên cộng sản thì người ta xây cầu, nhưng mà họ thì lại xây tường. Họ nói là họ không có thỏa hiệp, bao giờ cộng sản lại tá thì họ mới gọi là có hòa hợp dân tộc. Thực ra đối với những cái con người đó thì em nghĩ là mình cũng chẳng cần hòa hợp dân tộc gì cả. Thực ra thì trong cái đầu óc của người ta nó có cái sự ích kỷ, và khi mà người ta đã bỏ đất nước đi để gọi là bỏ những cái đất nước khi mà khó khăn nhất để đi, khi nhìn thấy đất nước bắt đầu phát triển giàu có, cái lòng ghen tức nó càng cao, và họ giác đấy, có những cái thằng nó cứ nháy vào máy em để cho nó tắt đè, có những cái thằng nó cứ nháy vào máy của em, nó cứ ra sức chống phá để nó làm cho đất nước mình nó thêm gọi là nó bị loạn lên, thì nước ngoài nó nhìn vào cái đất nước mà chính trị không ổn định thì tất nhiên là người ta sẽ giảm đầu tư, người ta sẽ không đầu tư vào. Đấy là cái âm mưu của chúng. Còn thực sự là cái nghị quyết 36 là một cái nghị quyết mà nó mang lại cho người nước ngoài rất là nhiều, người ta có cơ hội để trở về quê hương. Đấy anh thấy là có nghĩa là trong nghị quyết 36 người ta đã ghi, chính phủ đã ghi rất rõ là những người nước ngoài là một cái thành phần không thể tách rời của Việt Nam. Đấy là những cái con người mà đã phản bội Tổ quốc, đã bán rẻ cho đất nước cho Mỹ, làm tay sai cho Mỹ, mà bây giờ người ta là người chiến thắng, mà người ta vẫn sẵn sàng đón nhận quay trở lại, và sẵn sàng vẫn coi như là một cái phần máu thịt của quê hương. Đúng rồi. Không rời khỏi, tức là coi như một phần máu thịt không rời được của dân tộc Việt Nam. Đấy. Anh thấy tất cả các cái lãnh đạo của Việt Nam mình đi sang các nước ấy là đều nói là lãnh đạo của các nước là có nghĩa là giúp đỡ những người bà con là Việt kiều là làm ăn ở đây để cho nó ổn định cuộc sống. Đấy, lúc nào chính phủ mình cũng rất là quan tâm đến bà con Việt kiều, và đi đến đâu thì người ta cũng xin gặp những cái bà con Việt kiều để trao đổi về cái tâm tình, để trao đổi về cái tâm tư của bà con Việt kiều, lắng nghe để giúp đỡ. Và bây giờ cho anh xin lỗi một tí, bạn coi như là Việt Anh Nguyễn. Bây giờ bạn mà có mang một cái câu mà nói về tư nhân ở đây, tôi sẽ đốc bạn cảnh báo trước. Ở đây tôi không nói về cái vấn đề tư nhân nào cả, chúng tôi chỉ nói về, tức là tuyên truyền cho những cái bà con ở trong nước và bà con kiều bào ở nước ngoài. Như chương trình này, tức là mình nói về cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là cái thằng ta. Anh ạ, cái quyết 36 ấy thì mấy thằng chống cộng ấy, nó cứ tưởng là thế này, Việt Nam mình là cần tiền của chúng nó, cho nên mới đạt ra một nghị quyết 36 để gọi là để mời chúng nó về tăng tiền về để cho đất nước mình có tiền mà tiêu. Chúng nó cứ luôn luôn như thế. Nhưng mà thực ra thì cái kiều hối của chúng nó đáng bao nhiêu? Mỗi một năm mình gửi về vài đồng cho thân nhân của chúng nó chứ làm gì cho nhà nước mình. Thế nhưng mà chúng nó lúc nào cũng nghĩ rằng mỗi một năm kiều hối của mình là hơn 13 tỷ đô là do chúng nó gửi về. Quá sai lầm ảo tưởng. Đấy. Tức là anh nói với công lý là, tức là đã có nhiều chương trình anh đã nói về lượng kiều hối là 13,5 tỷ đô, thì gồm có những phần nào, tức là nó chia 3 phần, chứ không phải là tiền đấy là tất cả. Đúng rồi, chủ yếu là lao động của mình xuất khẩu.
chủ yếu là lao động của nước mình đi về đây, chứ còn đâu phải là do các cái Việt kiều gọi là các cái những cái người mà ở chế độ cũ họ gửi về đâu, thực ra là không có đâu. Đấy. Alo. Thực tế anh nói rồi, tôi nói với tất cả các bạn là hầu như là nói chung là mấy cái thằng mà sống bậc cực đoan ở bên kia, chúng nó toàn những người, ví dụ những người đi rửa chân này, hoặc là những nghề nghiệp ví dụ là nó không được ổn định lắm, cho nên là cái thu nhập của chúng nó không được nhiều, cho nên cái khả năng mà ví dụ người ta nó mới về thì gửi tiền về cho thân nhân để giúp đỡ những thân nhân này, tức đóng góp vào những kiểu hối của của mình, thì nói chung nó không đáng kể gì cả. Đấy, cho nên là những thằng nào nó càng như thế thì nó phải càng to mồm, còn những cái kiều bào của mình ấy, tức là về tức là góp phần xây dựng đất nước, những kiều bào đó thì nói chung người ta ở đó là những cái tấm chân tình. Với lại nữa là hiện nay đất nước Việt Nam là một đất nước coi như đang phát triển, thì là ví dụ các doanh nghiệp nước ngoài người ta đầu tư vào Việt Nam, hoặc là những kiều bào đầu tư về trong nước, thì như bạn Công Lý bạn vừa nói, thì hiện nay có 3.500 cái doanh nghiệp Việt kiều hiện nay đầu tư vào trong coi như đất nước Việt Nam, thì số vốn đầu tư của người ta có khoảng 8-9 tỷ đô la. Thì nói chung là những cái đất nước mà đang phát triển, nhất là quê hương đất nước mình là một đất nước đang phát triển, thì ví dụ những doanh nghiệp Việt kiều đó khi mà đầu tư về Việt Nam thì cũng được rất nhiều ưu đãi. Thứ hai là ví dụ mình đầu tư ra ở ví dụ đầu tư nước nào thế thôi, nhưng mà đầu tư ở Việt Nam thì vừa coi như việc cái bản thân mình giúp đỡ trong quê hương đất nước, tạo công an việc làm cho những cái bà con coi như là cùng dân tộc với mình, lại càng ví dụ kiếm được số lãi nhiều hơn, thì nói chung là tại sao ví dụ những doanh nghiệp Việt kiều mà có điều kiện đầu tư thì người ta không đầu tư về coi như trong quê hương đất nước của mình, vừa nữa tức là có nhiều cơ hội để mà coi như là cái công ty nó phát triển, vâng, mà vừa coi như là xây dựng cái quê hương đất nước và cái tổ quốc của mình, vâng, nơi mà cha ông của mình coi như là đã sinh ra, và ít nhất là có khả năng là ví dụ nơi mà mình đã cũng sinh ra và lớn lên trong một cái thời gian sau đó. Rồi xin mời bạn Quang Quang. Và bí mật. Vậy anh cầm ở con lần đầu tiên lên nếu chúng ta có anh mình rất là hoan đúng rồi, mình hoan cái vấn đề là anh đưa ra một cái chủ đề rất hay, nghe đó là sẽ cái nghị quyết 36 nó ra đời trong cái hoàn cảnh đất nước đang phát triển, đang cần đầu tư, đang cần đảm bảo tất cả các nước mà chúng ta đang đứng trong khi đó về Hà Nội thời gian rất dài sau cấm vận xe nó gãy cái sắt xít, phải nói cái sự liên kết mà ở trong nước quảng bình ngoài nước này nó có những cái đúng không, chỉ có như thế thông thoáng về tận Hà Nội ở trong cái đó truyền thông nước ngoài, thế rồi đến khi mà hết mùa khô rồi thì sẽ hiểu thậm chí qua nhiều cái sân nhà chúng ta cũng tận dụng để vận chuyển một số bà con chỉ hiểu người ta mua tiền về thông tin trong nước và tất cả các phương tiện truyền thông ở bên ngoài nó làm người ta đắm được đất nước Việt Nam mình sụp đổ đến nơi rồi nghèo đói và toan là những cái tin như bệnh bà như em chào của A và cái đài nó làm cho giữa một số người của Việt kiều nó trở thành những cái báo đá đến bây giờ nó vẫn còn những cái gì kém Tân Thái, Ben Nghi Trương, cho nên cái nghị quyết 36 ra đời là nó cũng đáp ứng được cái nhu cầu của bà con người Việt tìm hiểu về đất nước và đất nước cũng thân thẳng ra ngay ở Việt Nam. Cho nên là lúc đó là Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Trung Sơn lúc đó ông mới là Thứ trưởng. Tôi phải nói một cái điều mà tôi cũng tuân thủ với là tôi không muốn đồng cảm cá nhân với công tác. Thế nhưng mà Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã làm rất tốt cái việc này. Thứ trưởng đó là ở bên đó là làm trong cái quyết 36 này theo cái chỉ đạo của Bộ Chính trị có một cái đường lối mở, đó là có cái thời gian đó ông làm thủ trưởng bộ ngoại giao kêu chủ nhiệm ủy ban về người nước ngoài của Việt Nam, đúng rồi, và chính những cái đề xuất của ông để cho một số những người gọi là đi
điên cuồng đợt trước ấy, như là thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập, các anh cũng đã thấy ông cũng đồng ý về và cho tất cả mọi người ở nước ngoài thấy biển đảo Việt Nam vẫn còn, đất nước ta vẫn phát triển sâu rộng ngày chứ những cái gì được sau 1944 biển Sài Gòn để mất cái Hoàng Sa. Còn nếu có mất là mất mấy cái bãi đá ngập nước ví dụ như Gà Ma, lúc đó là mình chưa có điều kiện xây dựng những cái công trình kiên cố, lúc thủy triều lên thì nó không có gì cả, rồi triều cho cái nước cho vài mỏ đá thì Trung Quốc nó hành xử cái Gà Ma 64 thế nhưng mà cái bọn chống cộng cực đoan ấy ra rằng là Việt Nam đang rất là ban biệt rồi bất cả Hải Nam Quan, Hải Nam Quan là của Trung Quốc, là một là Việt Nam Hải Nam Quan, với cái bãi đá đó rồi mình đấy trong công trình xây dựng của tấn công. Nhưng mà người ta ở bên nước ngoài người ta có nghe nước lái xe chính thống đâu, toàn là trong tuyên truyền, cho nên là đã dẫn được một phái đoàn Việt Kiều đi ra đến tận nơi cho các điều ảnh thấy mắt thấy tai nghe thấy tay thờ với một mốc của cô Triệu tay năm 1956 bạn bạn thấy một cái đó là nó còn được rất nhiều lần chuyển. Vâng, và coi như tôi cũng nói là hiện nay cứ vào tháng 4 tức là khi mà mùa tôi đang chuyển biển, tức là cái mùa đó là cái mùa mà sóng biển sơ biển nặng, khi nhà nước mình bao giờ cũng tổ chức cho một cái đoàn kiều bào về thăm quê hương, thăm đất nước, tức là ra thăm cái quần đảo Trường Sa đấy, quê hương mình đấy, đảo còn đấy đúng không, biển còn đấy, không mất đi đâu đấy. Cái giá trị tuyên truyền đó nó được biết còn gấp bao nhiêu lần là chương trình này khác đấy, ví dụ như là cái trận Thuận Châu à, và một số người khác nữa, Phùng Châu đấy. Bà ta cũng trước đây cũng là một người chống cộng, nhưng mà sau khi là được những cái thông tin chính thống ấy, con người ta thay đổi. Nhưng tôi muốn nói ở đây là 1936 là nó rất thành công, nhưng mà trong khi đó một số người nó đánh giá theo một cái góc độ rất thấp. Tôi cũng không phải lên đây để tôi chỉ trích bất cứ cá nhân nào, nhưng tôi cũng phải nói với anh rằng như thế này, tôi cũng là một chiến binh, tôi cũng hai lần thương Trung Quốc. Tôi không nói chuyện cái cách của triệu chiến binh, tôi muốn nói với anh bằng góc độ là tôi cũng là một công dân sau khi cởi áo về bình thường, tôi cũng nói chuyện với anh em ở trên này, nhưng mà trong đó có một số người lên là chỉ trích thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, trong khi đó đảng nhà nước chưa có cái gì kỷ luật của ông Nguyễn Thanh Sơn cả, chưa có bao giờ đánh giá ông hoàn thành nhiệm vụ hay không hoàn thành. Tôi cũng mượn diễn bàn này, đà đánh bằng tôi muốn nói nhắc nhở một số anh em cũng có thể là các anh chụp cầm qua chiến đấu, các anh góc nhìn lăng thịt các anh nhìn khác, nhưng các anh là người cấp dưỡng nuôi quân, các anh nhìn cuộc sống lăng thịt khác, hoặc các anh ở làm ở văn thư, hoặc các anh làm ở bên quân giới cơ công nữa, các anh góc nhìn của các anh khác, các anh không có đủ cái tư cách và để đánh giá cái nghị quyết 36 là rước bọn Việt Kiều về thế nào thế kia. Chúng ta phải một lần nữa chúng ta phải ghi nhận, chúng ta phải học tập Bác Hồ. Bác Hồ khi cách mạng mới thành công, Bác sử dụng ngay cả cụ Huỳnh Thúc Kháng, Bác yên tâm đi sang Pháp, riêng một chính sách giao toàn bộ quốc gia cho một người từ một gọi là công thần của cái chế độ cũ, rồi sau này cả những người như là Tạ Đình Đề, Bác phải nhìn nhận một cách phải nói là cực kỳ một vĩ nhân, cho nên là sau này là Bác vẫn rất nhắc nhở cái đường lối và bước đủ. Anh Bằng phải biết không, những cái lúc mà đất nước ngàn cây treo trên sợi trời, Bác phải ký một hiến tạo ở đây năm 1946, để trong khi đó thì có thời gian chuyển hàng 2 vạn mất tổng lớn cái cuối cái đội
cách gần lương thực thật, thực phẩm cả dầu đèn muối, thì lúc đó là sau này cái cuộc trường kỳ kháng chiến của chúng ta mới giành thắng lợi. Nhưng bây giờ quan phản động vẫn ra giảm, và một số về là cái kiến thức về học hành, tôi nói về cái góc độ chính trị. Ví dụ như anh Bằng qua thì hồi hiểu, tôi cũng biết là anh là kỹ sư hàng hào, thì anh có thể hiểu biết về máy thủy hoặc là động cơ về tàu thủy, nhưng anh không thể hiểu biết động cơ của xe tăng máy bay. Đúng, chính xác. Tôi nói là cái ví dụ như thế để nói là cũng là một điều chứng minh, nhưng mà anh là một góc độ khác, anh bị gắn khác, hoặc là những người ở dân sự, anh là về ngành này xin cho anh hiểu rõ về ngành này. Chứ không ai không phải tự cho mình khi mà lên diễn đàn rồi anh có một số người theo dõi đông đông là anh sẽ tự muốn là trưởng ban tuyên truyền của nhà nước này. Ai mà nói khác không, chúng ta có mình là các mình dập ngay, tôi phải nói thẳng luôn là chúng ta lên đây là mục đích chính của chúng ta chống lại những luận suy tạc phản tạc của nước ngoài. Quay lại đời tôi hơn ba phút về quyết 36 là ông Nguyễn Thanh Sơn cũng làm rất tốt đấy, cũng làm đúng theo tư tưởng của Bác Hồ, mềm dẻo bôn kéo thêm bàn bất thù đối thủ. Cũng có những người Việt kiều về nước, mình cũng phải có cái nhìn nhận độ lượng cảm thông. Ví dụ ông ấy sống ở Mỹ thì ông ấy thoải mái, ông có thể là có những cái tật xấu, ông về Việt Nam ông trêu chọc gái cũ chẳng hạn, hoặc là những cái bản chất của ông ấy từ một người chống phá đơn cư điên cuồng thì trở thành là một người công nhân của đảng và nhà nước Việt Nam, là lãnh đạo lừa đường lên lối đúng đưa đất nước đi lên, thế là thắng lợi rồi, tốt thắng lợi của mình. Đúng rồi, nhưng bây giờ tôi xin lỗi anh à. Vâng. Ông về là chống phá đất nước, ông Nguyễn Thanh Sơn bảo anh là, vâng, theo tôi nghĩ là có một lần nữa ông bảo tôi sẽ mời Vũ Kỳ hoặc là cái ông Phan Kỳ Dương về thăm đất nước Việt Nam, cần mời các Vũ Kỳ về hoặc về thăm đất nước Việt Nam đấy. Đất nước hiện nay cho ông cứ ở bên kia, các ông nói là đất nước Việt Nam chết rồi, rơi vào tay tàu cộng rồi, ông Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán đất bán biển rồi, rồi, rồi. Quốc, xin mời các ông về Việt Nam. Đấy là các bạn không sợ, đúng không? Các bạn không sợ là các ông về đấy là quá hẹp, dựng phong trào động viên tất cả thứ an ninh, cơ quan an ninh Việt Nam trước rồi, cho các ông ấy về để làm đất nước Việt Nam đấy, đất nước Việt Nam phát triển đấy, rồi sau đó ông qua bên kia công chống gì chống, muốn chống gì chống cậy chống trước cái gì công chống. Theo ý tưởng tôi là nói chung là hiện nay ấy, là thực tế tôi nói với anh là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia thì nói chung chỉ còn một số ông già chống cậy luật khỏe thôi, và coi như mấy cái ông già đó từ ngày xưa thì các ông ấy là chống bám ở Mỹ, ông không có một cái, tức là những cái quyền lợi của ông ấy rất là nhiều khi mà các ông ấy phục vụ cho chế độ Mỹ, nhưng mà khi giải phóng tức là mình Việt Nam thống nhất đất nước thì những cái quyền lợi của ông khi các ông được sang Mỹ theo dạng thoát ô, theo dạng một cái dạng gì đấy, thì các ông phải tự bỏ sức lao động của công ra. Mặt khác, cái cuộc sống ở Mỹ khi mà thời gian đầu sang cũng không phải đơn giản, đúng không? Nó rất khổ sở hơn là cái thời gian mà không thì được phục vụ cho cái chính quyền Sài Gòn, cho nên là không cảm thấy không hận thù đối với chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Theo tôi nghĩ rằng là đất nước mà càng phát triển càng giàu có càng mạnh mẽ, một số tư tưởng đó thì nói chung là các ông còn hận thù dẫn cho Việt Nam. Nhưng bây giờ hãy nói chung là mỗi chính trị mình năm vào năm 2004 thì lúc đấy đất nước ta mới bắt đầu nha, tức là phát triển từ năm 2000, còn năm 2004 thì mới bắt đầu phát triển, thì là mình mới đưa ra cái nghị quyết 36 đó, thì cũng là nhằm mục đích tức là mình hòa hợp dân tộc, tức là muốn tức là các đồng bào, những kiều bào ở nước ngoài cũng là máu Việt Nam, đấy thì là rồi. Tất cả Việt Nam, tức là những đồng bào của người ta chạy đi thì mình không nói, nhưng mà người ta đã chạy lại thì mình cũng phải dang rộng vòng tay ra. Tất nhiên là nó cũng có một cái số khuyết tật, bởi vì người ta sống ở thế giới tư bản, giờ là bắt người ta phải nghiêm chỉnh như một cán bộ đảng viên cương mẫu thế nào được. Người ta có thể phát ngôn ăn nói có cái khác, tôi nói là nó không chống đối gì đến thế rồi, nhưng mà nó cái khác quan điểm anh em ta một tí, bởi vì nó sống ở cái thế giới khác, có những người đi vài ba chục năm rồi. Anh cứ thử xem bây giờ anh về lại Hà Nội anh còn đi lạc được.
cũng cũng mệt. Còn tôi bây giờ tôi vào Sài Gòn tôi cũng lạc được cứ lung mà ngày xưa tôi cũng đã từng sống ở Sài Gòn rồi. Tôi nói một cái góc độ cái một lần nữa tôi lắc nói về cái lăng kính của một số người nhìn cái góc độ hẹp mở nó ra thì nó thành rộng nó thoáng. Đó là một cái thắng lợi của cái nghị quyết 36 này, nó đưa cho cái tầm nhìn của người Việt kiều hiểu biết về đất nước hơn. Đấy là cái thắng lợi, mặc dù là làm sao mà diệt hết ba phe được đấy. Vâng đúng rồi, làm sao là đã có đông người ngả về phe cộng sản, ngả về đất nước là thắng lợi rồi, nhưng mà có thể là họ không đó là cái giảng hạ mang là ông Lân ở Sa TV ông đưa tất cả ông chỉ hoặc là cả bên nào ông đưa, hoặc là có những người thì cũng quay hẳn lại như ông Nguyễn Phương Hùng ấy, là ông lúc nào ông cũng tôn trọng nhà nước, công nhận là đường lối đất nước phát triển đi lên, tất nhiên ông có nhiều cái gọi là khiếm khuyết, nhưng đừng cái vì đó là cứ chở người ta là thằng quỷ già. Chính chúng tôi mà với lại anh mà có những cái đầu óc mở ra không, anh cũng không tôi nói với anh cái này tôi không làm thằng quỷ quá. Những cái kẻ nào hiện nay cố tình chống lại cái cuộc sống chân bình của cái dân bình hiện nay đang sống ở trong nước và chống lại sự phát triển của đất nước Việt Nam và hiện nay đang cố tình, thì tôi coi đó là kẻ thù số một. Còn lại ví dụ cái bà con mình, kể cả các bạn đừng có nói câu quý thì vẫn là quý, không phải đâu, có nhiều người vâng, các bạn đừng có một cái tư tưởng như thế. Người nào ví dụ ngày xưa người ta phục vụ cho chính quyền của Sài Gòn đúng không, nhưng bây giờ ví dụ là cũng vì một cái do nào đó hoặc có một cái sai lầm nào đó, hiện nay người ta thấy quê hương mình, đất nước mình phát triển, và nói chung là cái Đảng Cộng sản Việt Nam, cái chế độ này do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì nó rất là tối ưu về tất cả các mặt chẳng hạn, thì người ta nhận ra được và người ta mới quay về với quê hương đất nước mình. Cho nên là nhiều bạn nói đúng là đúng quý vẫn là quý, thì tôi phản đối cái rồi thế ông cũng bảo ông cái câu đó quý, vâng. Nhưng mà ông là 36 năm ông về đất nước ông thấy thế này ông khóc, cứ bây giờ cứ bới cái chuyện đời tư của người ta là bắt đầu soi từng cái nọ cái kia, cái đó là không phải là đấu tranh đâu anh Hoàng, phản đấu tranh càng thêm bạn bất thủ bao nhiêu càng tốt, là hoặc là giảm cái kẻ hung hăng nhất thằng nó đang đấu đá điên cuồng sơn cả xe cờ ba sọc đỏ lên xe những cô kỵ, bây giờ cũng giảm cường độ, đó cũng là cái thắng lợi của nghị quyết 36. Tôi thì nói với anh là tôi chưa lên đơn đàn của ai, tôi cũng xem qua việc di dân và từ ngày có anh Phạm Xuân về đoàn lần đấy lần trước ấy, tôi nói là cái góc độ là các phong trào ở đó rất mạnh. Nhưng đến bây giờ, thật sự với anh, tôi cũng tôn trọng anh, tôi không nói đến cá nhân, cứ giờ chỉ nói về cái sự, có những cái con người đó. Nhưng bây giờ tôi không muốn vào cái trang đó, và tôi nói thẳng với anh là một điều như thế này. Nếu một khi mà con người người ta gọi là góc quyết hẹp này, thì tất cả các thứ, và tôi còn suy nghĩ trong đầu với anh là phải chăng là các vị đấu đá chống bọn chống cộng cực đoan chứ không có bị ảnh hưởng ngược ấy. Cực đoan theo cái ngược chiều ấy. Ngược chiều của ba con đúng cái gì cũng tất cả và khác quan điểm của các anh ấy là ba quen tất cả. Nhưng mà tôi nói trên này cũng có thể có một số anh em mà là cựu chiến binh đấy, nếu có cái gì ta dùng Messenger hoặc là Zalo trao đổi nhau trực tiếp, tôi cái nick qua đây là tôi nhắc lại là số điện thoại của tôi 0974427223 0974427223. Có cái anh nào mà cựu chiến binh nào mà trái quan điểm ấy, không muốn nói thì cứ nói thẳng vào số điện thoại qua cái diễn bản này, đầu mùa hồ của anh rất áp hiểm tham gia một chút và cũng muốn nhắc nhở một số anh em mà hay livestream lên diễn đàn ấy, chúng ta nghĩ thoáng ra một vòng thì là chúng ta sẽ thân thiện hơn. Vâng, chẳng nhẽ bây giờ chúng ta chống ba que mà bây giờ là tôi một góc trời, một góc trời ông nào mà cũng lên đồng của lấy nhé. Tôi nói thêm một chút như thế này, cách đây 2 ngày tôi cũng vào một cái diễn đàn, tôi thấy
cái trong đó có thiên tổng quân khúc ấy, tôi đã nhắc nhở nếu mà các vị như thế này nó thành diễn đàn, nó thành loạn 12 sứ quân, chứ cứ ông là tìm ra được mấy ông tình bộ lệnh thì hơi khó đấy. Thôi ạ, à, anh ạ, à, bây giờ phải bây giờ này, em nói anh này, diễn đàn của em hầu như em cũng nói về cá nhân. Bạn ở bên ngoài tìm chọn ai mà nói mà em quá không có mang gì nhẹ. Vấn đề em nói anh này, nếu mà anh nói về vấn đề này thì em cũng có một cái này. Tất cả mọi anh các chị mà khi mà đã ví dụ đã tham gia những diễn đàn và các anh đã tham gia Facebook về nói về vấn đề chính trị này thì theo nghĩ là hiện nay cũng không ai là ba que, không ai là phản động cả. Các anh các chị đều có lòng yêu nước và yêu chế độ này cho Đảng, nhất là phải yêu chế độ hiện nay cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhưng mà nó chỉ vì có một cái gì đó thôi. Đấy, thì là như hôm trước em đã nói rồi, nhiều cái thằng ba que nó hiểu là nó cũng phấn khởi là vì là anh em mình ở trong nước này nó vẫn loạn nó đi đầu lên, nó bảo là những người chết 10 phần chết 7 còn 3, chúng tôi hiểu lắm. Nhưng mà em nói là tất cả đây là những cái ba trạng, tức là thường ngày ở thì cứ là chơi ở đối với anh em ở chợ trong nước thôi. Còn khi ví dụ chúng mày mà về đây chẳng hạn thì là tất cả anh em lại đoàn kết lại vào một tiếp xúc của tất cả anh em là tập vào hướng mặt chúng mày, hoặc là một số anh em là chống lại cái chiến tuyến hòa bình. Tức là do tức là hiện nay Đảng Cộng sản mình nói là về hiện nay ở cũng có cái diễn biến hòa bình thì mỗi người một cảnh, tất cả các nhóm trước tất cả đều có chung mục đích là bảo vệ chế độ này, chế độ hiện nay trong Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đó là mục đích chung của anh em chúng tôi và mặt khác. Và nữa, ví dụ như bản thân em chẳng hạn, em lên trên này không bị phục cái gì, tức là bọn em không có kinh tốt, không phải đi tiền, không phải đi một tiền thì nói như chung là thôi mình, tức là mình có một chút nhỏ nào đó có cái kiến thức, tức là em chỉ là một cái người gọi là kỹ sư về mặt kỹ thuật thôi, chứ em không phải là về chính trị, mà em không phải về kinh tế không vì này khác. Như mình ví dụ nhiều khi mình đọc sách được bảo mình biết một tí gì đó thì thôi mình lên đây mình, tức là em nói thẳng cái mục đích của em là tuyên truyền, mà không biết cái chuyện tuyên truyền đó là như thế nào em chưa biết nữa. Nhưng mà tuyên truyền cái hiểu biết của mình về cái chính trị, về xã hội, về vấn đề kinh tế để cho ví dụ những người dân của mình người ta chưa hiểu biết mấy, và nhất là những kiều bào ở bên nước ngoài, ví dụ người ta tức là cái điều do cái điều kiện làm việc, ví dụ người ta thường thường người ta chỉ nghe nhiều thôi chứ không đọc. Nên là thôi mình nói những điều đó ra để cho ví dụ mình có truyền tải được một tí xíu nào đó để bảo vệ. Cái mục đích của em hiện nay là bảo vệ chế độ này hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Em thấy là vì là lý do em thấy là Đảng Cộng sản thì rõ ràng là đất nước đã vượt qua những cơn gọi là sóng gió rồi. Những nguy nan nhất của đất nước này bây giờ đất nước đang phát triển đi lên rồi. Nhưng mà bây giờ là anh nói về cái nghị quyết 36 thì tôi cũng có góp ý một chút. Đã ra là tôi cũng không nói đâu. Nhưng cái mục đích của tôi cũng không phải chê trách ai hết đường này thì được. Là chỗ này có khi hoàn toàn xây dựng làm sao là lên cái đàn này đang người người quân ta mà nói chuyện với nhau dùng lý lẽ và ngôn ngữ nó phải trong sáng chứ không mà cứ cố làm cho cái mục tiêu đấu tranh của chúng ta lại quay ra mất cái miệng là nâng quan điểm của ông kia lên. Mục đích là đoàn kết tôi với nhau để chống cứ đi kẻ nào chống lại áo nghĩa là nước của chúng ta. Đây là cái chỗ này anh cao cả nhất mở rồi cuối cùng chứ nhưng mà mặt khác chúng ta đừng mất thời giờ về những cái việc kia là quan điểm tôi hiểu vấn anh đúng có gì như tôi cho anh rồi các anh các chị trao đổi thẳng với tôi bên ngoài nếu có dùng cái gì cứ bêu nhau lên. Thôi ạ, bây giờ này, bây giờ mình một số anh em, vâng, mình nói tiếp này, ở trong cái hội nghị kiến tụi chúng tôi là đây nói thẳng là chúng tôi quá nhiều việc ngay tại địa phương góp phần vào cái xây dựng phong trào này, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương này, chúng tôi cũng chẳng có hơi đâu mà đi vào đầu mà đi. Nên là muốn tìm lính ai hoặc là tôi nói hay hơn người nọ, tôi nói dở hơn người kia. Mày cứ cái đó thì nó nó chẳng chứ giống ai cả. Vâng. Tôi nói thật đấy. Cho nên là tôi muốn là ví dụ như tôi đang lên thế nào của anh, tôi thấy nói chuyện với anh rất thoải mái, vui được. Chứ không là cứ tin cái điểm yếu cái con chân đá xin của nhau mà nghe vào ngõ nó không phải là đấu tranh hay phản hóa. Anh ạ, bây giờ là em trả lời cái con hình doanh của tức là nó nói rồi, là 99% cái người tức là đặt cái giải
đường đi đỉnh OPA, tức là hiện nay ví dụ sang được, theo em biết là những cái thí sinh đó được sang Úc học và sau đó người ta ở tại Úc. Tôi nói với tất cả các bạn như thế này, hiện nay ở đất nước Việt Nam cũng không thiếu những người tài, đúng các bạn. Ví dụ các bạn sang đấy không mà học, các bạn ở đấy luôn cũng được. Sau đó các bạn coi như thỉnh thoảng các bạn mang kiến thức về, các bạn coi như là cũng góp phần mình để xây dựng quê nước. Thứ hai là bây giờ tôi nói với cho anh và tất cả các bạn biết một điều này. Hiện nay ví dụ đất nước Việt Nam là một đất nước đang phát triển. Cho nên là bây giờ này, bây giờ tôi phải phân tích những người nào hiện nay muốn sang những nước ví dụ như Mỹ, Úc hoặc Anh hoặc một số nước tư bản hiện nay đang phát triển, người ta muốn sinh sống ở đó. Đó là những bọn trẻ. Tôi nói với tất cả các bạn, những bọn trẻ bây giờ nó chắc học với bây giờ có hỏi. Một trăm đứa trẻ, không thì nó cũng nó muốn, tức là nó muốn tìm những miền đất mới, tìm những nơi mà chúng nó coi như được phát triển hơn, đúng không? Đấy là bọn trẻ. Thứ hai là những người rất nghèo. Những người nghèo người ta muốn sang bên đấy à, thấy mà sang bên đấy cũng có cuộc sống nọ cũng kia, người ta thoát nghèo đi. Và những người này cũng muốn sang nước ngoài. Bây giờ ví dụ những người trẻ, người ta có thu nhập rất là cao ở Việt Nam rồi. Thứ hai là những người ví dụ tầng lớp trên 40 tuổi đã có một gia đình và có một cuộc sống có bình thường trở nên một chút xíu thì người ta không muốn sang những nước tư bản hoặc là những nước phát triển như Mỹ hoặc là Anh, Pháp các thứ sống được. Ví dụ tôi nói thật với anh và tất cả các bạn, những bản thân tôi đây, tôi đã nói nhiều với tất cả các anh và tôi có người nhà hiện nay đang định cư ở Mỹ và tôi muốn sang là ok ngay, không vấn đề gì cả đấy. Nhưng mà tôi nói thật bây giờ nhé, mọi người ví dụ tôi cứ nói là có khiêng tôi sang Mỹ sống, tôi không sẵn sàng đấy. Cho nên là điều đúng rồi anh, mấy đứa cháu của còn thôi nó muốn đi Trung Quốc, đi Úc, đi Singapore, đi Đức chán rồi, bây giờ nó quay về nó Hà Nội, nó mở những cái công ty, nó giàu sổ ra, nó ở nước ngoài làm gì, ở Hà Nội còn sướng gấp mấy lần với Đức đấy. Đây là những cái điều rất thực tế. Ví dụ bọn trẻ nó sang đấy nó học, nó thấy ví dụ nó sang Mỹ, tôi nói thẳng sang Mỹ, nó thấy ở đấy là ví dụ có cơ sở khoa học này, hoặc là nó làm được lương cao, hoặc là như thế này, nó con trẻ thì nói chung nó ok, nhưng mà ví dụ những cái tầm tuổi tôi hoặc 40 tuổi trở lên có một cuộc sống ví dụ nó ở Việt Nam ổn định một cái, thì thực tế là có khiêng người ta sang Mỹ người ta cũng không ra. Ví dụ bản thân tôi thực tế là như thế. Tôi sang Mỹ hiện nay tôi nói với tất cả các bạn nhé, tôi sang lúc nào được hết, sang định cư luôn. Đấy. Nhưng mà tôi không bao giờ tôi sang. Tôi có một ý nhỏ này nữa thôi với anh Đoàn như thế này này. Tức là mình đấu tranh nhưng mà mình phải biết phân loại. Với là cái đối tác của chúng ta, với là cái hay gọi thẳng nó là bọn bá que là kẻ chúng ta rồi. Cũng như là những cái chỗ nào nó nguy hiểm nhất, tôi đây là ý kiến cá nhân của tôi để góp ý để nha. Ví dụ như thằng Tân Thái, Ben Đi Trương nó ra giả lên, nó nói những cái điều ngáo đá không tưởng không, thì cái trình độ của dân của mình nó khôn rồi người ta nó, nhưng tôi cũng tự góp ý với anh là nên tập trung vào những cái hàng dòng F2, ví dụ như không một cái thằng Chữ Quân ở bên Úc đó, là những cái đó là nó mới cái não của nó, trình độ nó có. Tôi xem một cái cuộc nó tranh luận với cô Diệu San này, phải nói là thằng này nó cũng rất bài bản đấy. Đúng. Là cái kiểu diễn biến hòa bình, cái đó nó đi vào rất nhỏ nhẹ, tâm lý từ từ, không chửi bới. Tôi mới nói với anh bằng những cái bọn Tân Thái với Ben Đi Trương nó không kêu gọi được cuộc chiến đâu, mà là phải an ninh tóm ra 12 vị, trong đó có vài Enzo Nguyễn đấy, là những cái với lại những cái bộ tướng đỏ cái tướng kia của Việt Tân đấy, thì những cái bọn đó nó mới tạo lên là một cái làn sóng người không hiểu biết chi tiền. Chứ còn mấy cái kẻ ra giả ở trên mạng nó không phải là cái đối tượng nguy hiểm. Đây là góp ý riêng cá nhân của tôi nha, còn tôi cũng rất tôn trọng anh, nhưng cái mục tiêu ấy nên là phải bẻ gãy những cái luận điệu cực kỳ nguy hiểm của cái bọn đó, nó mới có cái ảnh hưởng, nó đi từ từ mới là diễn biến hòa bình. Mỗi ngày nó gặp chấm một tí. Tôi nói xin lỗi anh bằng ấy, tôi nhìn thoáng qua các diễn đàn cũng liên quan ấy. Ví dụ như một số người có khi còn bị ảnh hưởng ngược về cái thái độ cực đoan của bọn kia đấy, chống cộng cực đoan mình cũng lại ảnh hưởng, cho nên nó cực đoan, cho nên nó có hiện tượng là nội bộ anh em ta cũng
bất đoàn kết ấy. Thì tôi góp ý một ý kiến nhỏ thêm thế này thôi, thì diễn đàn cũng nói hơi lâu rồi. Vâng. Vâng. Rất trước khi anh xuống thì em muốn hỏi anh quê đâu rồi, đúng rồi đâu? À, tôi quê ở Vĩnh Phúc, okay. Tôi ở Học viện Thông tin Liên lạc, cũng đang nghỉ chế độ, đang sống ở thành phố Nha Trang. Vâng, vâng, nói chung là... Và tôi thì được hưởng chiến tranh năm 79, từ 17 tháng 2 là chốt tôi là giữ phát pháo đầu tiên, và sau tốt nghiệp trường sĩ quan ra lệnh đả một trận nữa ở Hà Giang, hai lần. Vâng. Rồi, rất cảm ơn anh là một cái đang sống ở Nha Trang. Vâng. Rất cảm ơn anh đã tham gia chương trình của em. Thì cũng rất là mong, tức là hôm nay anh nói về cái quan điểm của anh rất là hay. Thì rất là mong là chương trình của em thì là anh sẽ lên để cùng với em tham gia chương trình, để chương trình nó có phần nó phong phú hơn. Vâng.